Phương thân mến chào các bạn đến với chương trình Việt Nam 360, một chương trình bình luận thời sự do kênh YouTube Việt Tân thực hiện. Vâng, thưa các bạn, nhân dịp gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Glasgow, Anh Quốc vào đầu tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản ông Kishida đã ngỏ lời mời Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng thăm Nhật Bản. Và phía chính quyền Cộng sản Việt Nam như là Bắt Được Vàng đã ngay lập tức chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Nhật Bản ngay sau khi ông Phạm Minh Chính vừa trở về nước từ châu Âu. Do chuyến đi được chuẩn bị khá là gấp rút, cho nên Thủ tướng Kishida đã không thể gặp ông Phạm Minh Chính ngay khi Phái đoàn Cộng sản Việt Nam đến Tokyo, mà phải 2 ngày sau, Thủ tướng Kishida mới có lịch trống và đón tiếp ông Phạm Minh Chính tại dinh Thủ tướng tại Tokyo. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam kéo dài 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11. Trong 2 ngày đầu, ông Phạm Minh Chính được đưa đi thăm thành phố Tochigi nằm ở phía bắc Tokyo, nổi tiếng về nông nghiệp và cũng là nơi tập trung các ngành công nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Theo báo chí cho biết, thì Thủ tướng Kishida và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi về hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa sau đại dịch COVID-19, cũng như về tình hình eo biển Đài Loan và nhất là về sự xin gia nhập vào CPTPP của Trung Quốc. Ngoài ra còn có những ký kết, các văn kiện liên quan đến sự hợp tác về an ninh mạng. Trong chương trình Việt Nam 360 hôm nay, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân sẽ chia sẻ cùng chúng ta những phân tích về các quan hệ giữa Nhật Bản và Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay. Xuân Phương xin kính chào ông Lý Thái Hùng. Dạ vâng, chào chị Xuân Phương và xin kính chào toàn thể quý vị trong chương trình Việt Nam 360 ngày hôm nay. Thưa ông Lý Thái Hùng, ông Kishida chính thức lên làm Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng 10. Và việc ông Phạm Minh Chính trở thành vị khách đầu tiên được mời đến thăm Nhật Bản vào lúc này cho thấy ông Kishida đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước. Tại sao lại là Việt Nam mà không là một nước khác không? Nhật Bản đã bắt đầu có cái sự quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam từ năm 1973. Đó là cái thời điểm mà sau khi Hội đàm Paris được ký kết một cái văn kiện vào tháng Giêng năm 1973 để mang lại hòa bình tại miền Nam Việt Nam. Nhưng mà thực tế ra thì ký cái quan hệ từ năm 73 nhưng mà xúc tiến quan hệ giữa hai nước nó cũng không có tiến triển gì mấy. Và cho đến khi mà Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam sau tháng 4 năm 1975 đó, thì cái quan hệ nó cũng không tiến triển nhiều. Mà ngược lại, với một số những cái hành động mà hiếu chiến của Cộng sản Việt Nam khi mà xâm chiếm Lào, Campuchia cũng như đe dọa cái vấn đề an ninh ở tại khu vực Đông Nam Á đó, thì Nhật Bản cũng không xúc tiến những cái quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam. Mà ngược lại, Nhật Bản đã hỗ trợ cũng như đầu tư gia tăng những cái sự yểm trợ cho Thái Lan, cho Phi Lục Tân để em gọi như là phát cái chiến vùng Đông Nam Á nhằm cô lập cái sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản của Nga cũng như là của Cộng sản Việt Nam đến vùng Đông Nam Á. Nhưng mà sau khi mà Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO và lúc đó thì Nhật với Việt Nam bắt đầu mới ký kết một số những cái hiệp định liên quan về vấn đề đầu tư giữa hai nước. Và đến năm 2009 khi mà ông Nông Đức Mạnh ở vị trí Tổng Bí thư viếng thăm Nhật Bản thì hai nước mới đặt cái quan hệ gọi là đối tác chiến lược. Nhưng mà phải nói rằng là đến năm 2012 đó, khi mà Thủ tướng Abe được đưa lên làm Thủ tướng đó, thì cái mối quan hệ Việt-Nhật nó bắt đầu nó phát triển mạnh mẽ hơn. Và từ năm 2014 khi mà ông Trương Tấn Sang viếng thăm Nhật Bản đó, thì hai nước mới đặt là quan hệ đối tác chiến lược. Thì từ đó có thể nói rằng là cái mối quan hệ Việt-Nhật nó đã phát triển một cách rộng lớn. Thì có thể nói một cách vắn tắt là trong 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Abe từ năm 2012 đến 2020 đó, thì ông đã đặt được cái nền tảng mà quan hệ Việt-Nhật một cách mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Thì lý do gì
mà Thủ tướng Abe đã đặt cái quan hệ Việt-Nhật một cái nền tảng như vậy, thì bởi vì lúc đó đó có thể nói rằng là cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trên vấn đề Biển Đông nó đe dọa cái đường hàng hải của Nhật Bản, cũng như nó đe dọa một số những an ninh ở vùng biển mà Nhật Bản thấy rằng là họ quan ngại, họ cần phải có sự hợp tác. Ngoài Nhật Bản, ngoài Hoa Kỳ thì có một số quốc gia Đông Nam Á. Và cái thứ hai nữa là ông Abe cũng có chủ trương là muốn khuyến khích các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, bởi vì đây đó là cái thị trường mới phát triển và là cái cơ hội để mà giúp cho các công ty Nhật Bản có thể tạo điều kiện bành trướng cái sự phát triển kinh tế ở xuống vùng Đông Nam Á. Thì chính hai cái nỗ lực này đó nó đã khuyến khích Nhật Bản đầu tư cũng như là tiếp cận Việt Nam nhiều hơn. Thì khi nói ông Abe đã xây dựng nền tảng Việt Nhật thì ông Suga hay là ông Kishida là những người cũng tiếp tục cái đường lối đó. Và Nhật Bản cũng coi rằng là trong khối ASEAN ngày hôm nay đó, có thể nói rằng là Việt Nam, Indonesia là hai cái quốc gia mà Nhật cần đặt cái quan hệ. Trong khi đó, Hoa Kỳ đó thì coi Singapore và Việt Nam là hai cái đối tác cần tranh thủ. Thì dù gì chăng nữa đó, thì Nhật Bản cũng coi Việt Nam là một cái cửa ngõ rất là quan trọng đến Đông Nam Á. Cho nên chính cái yếu tố đó mà ông Kishida khi mà lên làm thủ tướng đó, thì muốn tiếp tục cái đường lối đối ngoại của ông Abe, của ông Suga, cho nên mời ông Phạm Minh Chính, tức là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, sang viếng thăm lần này. Nó đã nói lên cái ý nghĩa là cái sự quan tâm của Nhật Bản đối với Việt Nam trong cái môi trường Đông Nam Á là như vậy, thưa chị. Được biết, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA cao nhất và là quốc gia đứng thứ hai về đầu tư tại Việt Nam. Theo ông Lý Thái Hùng, chính quyền Tokyo muốn gì khi mà nỗ lực thắt chặt quan hệ với chính quyền Hà Nội hiện nay? Trước khi mà tôi chia sẻ về cái mà Tokyo muốn gì đối với trong cái quan hệ đối với Việt Nam đó, thì như chị có nói rằng là cái viện trợ ODA của Nhật có thể nói là cao nhất đối với Việt Nam hay là trên toàn thế giới đó đó, thì tôi muốn chia sẻ một vài con số để cho thấy là cái sự quan tâm của Nhật Bản vào Việt Nam như thế nào. Cho đến ngày hôm nay đó, cái viện trợ ODA dưới hình thức là cho không hoặc là vay nhẹ lãi đó thì lên đến gần 25 tỷ Mỹ Kim. Nhật Bản cũng là một cái quốc gia đầu tư đứng hàng thứ hai trong số 160 quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Thì hiện nay Nhật Bản có khoảng chừng 5.000 cái dự án với cái số tiền đầu tư là 65 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, Nhật Bản Việt Nam là một đối tác thương mại đứng hàng thứ tư trong cái quan hệ thương mại của Cộng sản Việt Nam đối với thế giới, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Âu và Nhật Bản. Và cái điểm quan trọng nữa là Nhật Bản đã hỗ trợ về vấn đề khoa học kỹ thuật cũng như là nhận người Việt Nam sang làm lao động đó đó. Thì con số người Việt Nam hiện nay đang sống tại Nhật Bản là gần 450.000 người. Và trong đó có khoảng 65.000 là du học sinh. Thì qua những con số mà cho thấy rằng là Nhật Bản họ rất là quan tâm vào vấn đề Việt Nam. Thì tại sao quan tâm? Cái điều đầu tiên đó là cho đến ngày hôm nay khoảng 42% cái coi như là cái đầu tư cũng như là mậu dịch và về hàng hải của Nhật Bản đó là đi qua vấn đề Biển Đông. Và cái yếu tố thứ hai là để bành trướng cái nền kinh tế của Nhật đối với Đông Nam Á đó, thì Việt Nam ngày hôm nay có dân số đứng hàng thứ ba, nhưng mà lại là cái nước đang phát triển mà thu hút được vấn đề đầu tư rộng lớn, không phải Nhật Bản không mà đối với thế giới. Cho nên hai cái điều đó đó, đó nó rất vừa phù hợp trong cái vấn đề quan hệ đối tác chiến lược về vấn đề an ninh để phòng thủ về vấn đề Biển Đông. Cái điều thứ hai là nó hỗ trợ cho vấn đề kinh tế bành trướng của Nhật Bản xuống phía Nam, tức là vùng Đông Nam Á. Cho nên chính cái yếu tố đó mà Nhật Bản thấy rằng là cần phải tranh thủ, mà đặc biệt hơn nữa là Việt Nam ngày hôm nay trước cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng cần một cái đối tác để có cái sự tác động, có cái sự coi như là hỗ trợ. Thì Nhật Bản cũng đã từng viện trợ về khoa học kỹ thuật, về giúp huấn luyện về vấn đề coi như là cảnh bị ở trên biển, cũng như cũng đã từng coi như là giúp cho Cộng sản Việt Nam 6 chiếc tàu tuần tra cái vỏ ASO,
là 6 ít tuần tra rất là lớn để giúp cho cảnh sát biển của Việt Nam có thể coi như là tuần hành hoặc là điều nghĩa là giám sát ở trên vùng biển Đông. Thì những hợp tác như vậy thì rõ ràng là nó hai bên nó đều có lợi cả, cho nên chính vì lý do đó mà nó duy trì đến ngày hôm nay đó, thưa chị. Như vậy thì phía Việt Nam đáp ứng ra sao đối với những viện trợ của Nhật Bản? Đương nhiên trong cái mối quan hệ như vậy đó, thì Việt Nam chắc chắn có nhiều cái điểm lợi mà tôi có thể liệt kê. Thứ nhất đó, là qua cái viện trợ ODA gần 20 lần tỷ Mỹ Kim suốt trong thời gian vừa qua đó, giúp cho Việt Nam xây dựng một số những cái hạ tầng cơ sở, cũng như nghiên cứu về một số những cái phát triển về đầu tư, về khoa học kỹ thuật vân vân. Cái điều thứ hai nữa là qua những cái sự hỗ trợ liên quan về vấn đề đầu tư, cũng như là phát triển công nghệ, thì có thể nói là những cái công ty của Nhật Bản đến không chỉ là gia công không, mà cũng giúp cũng như là xây dựng cái nền tảng công ty nghệ ở tại Việt Nam. Thì đó là cái điểm lợi để mà phát triển cái hạ tầng kinh tế tư nhân ở tại Việt Nam. Và điểm thứ ba sau cùng đó, đó thì nói gì thì cái sự hợp tác về vấn đề quân sự tuy nó không có mạnh hoặc là không có lớn như trường hợp của Hoa Kỳ đối với các quốc gia khác, nhưng mà với cái khả năng của Việt Nam ngày hôm nay đó, có được một số những cái viện trợ hoặc là những sự hướng dẫn thực tập chung hoặc là cứu hộ chung ở trên biển, nó giúp cho Việt Nam có được một số những cái kỹ thuật hoặc là một số những cái khả năng để đáp ứng vào trong cái bối cảnh khi mà tình hình Biển Đông nó có những sự căng thẳng. Thì qua những điểm lợi như vậy thì chắc chắn Việt Nam phải đáp ứng lại một số những cái quan tâm của Nhật Bản ở tại vấn đề Biển Đông cũng như là tại cái khu vực Đông Nam Á. Thì cho đến ngày hôm nay đó thì Việt Nam đã đáp ứng đối với Nhật Bản những vấn đề gì? Thì theo những cái gì mà ông Phạm Minh Chính trong mấy ngày coi như là tiếp xúc với chính giới của Nhật cũng như là các cái công ty đó, đó thì rõ ràng họ đã hợp tác nhau nhiều lĩnh vực, nhưng mà có 6 cái lĩnh vực mà hiện nay ở Việt Nam cũng như là đáp ứng những cái nhu cầu lẫn nhau giữa quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam. Cái điều đầu tiên đó là vấn đề đẩy mạnh lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là vấn đề sản xuất phục hồi trở lại sau cái đại dịch Covid. Thì đó là cái lĩnh vực thứ nhất. Lĩnh vực thứ hai đó, đó là Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam để cải thiện lại cái tình trạng y tế mà vốn có thể là bị tê liệt hoặc là bị coi như là thiếu hụt là trong cái thời gian mà họ chống chọi về cái đại dịch Covid. Và cái thứ ba đó là Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho Việt Nam để mà đào tạo về một số những cán bộ liên quan về quản lý hành chính, và cái thứ hai là về hệ thống tư pháp. Thì cái này nó cũng là giúp cho Việt Nam để mà kiện toàn lại cái hệ thống hành chính vốn lạc hậu cũng như hệ thống tư pháp vốn lạc hậu suốt trong cái những cái thời gian qua. Thì đương nhiên Việt Nam phải cử rất là nhiều cán bộ đi qua học tập trong thời gian tới đây. Và sau cùng cái điểm mà hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam rất là nhiều đó mà Việt Nam đáp ứng đó, tức là ngoài những cái hợp tác liên quan quốc phòng thì cái hợp tác về vấn đề an ninh mạng nó cũng là cái nhu cầu cần thiết trước cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì đương nhiên khi mà Việt Nam hợp tác về an ninh mạng đối với Nhật Bản đó, đó thì đương nhiên họ cũng phải thỏa mãn một số những điều kiện từ phía bên Nhật, ví dụ như là về kỹ thuật số hoặc là những sự ảnh hưởng Nhật Bản về quốc phòng của Nhật Bản, họ có thể coi như vối tay đến Biển Đông hoặc là vối tay đến vùng Đông Nam Á qua Việt Nam để theo dõi được những cái tình hình phát triển về lĩnh vực của những quốc phòng của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông, đối với Đông Nam Á. Thì có thể nói rằng là Việt Nam có một số những hướng lợi trong cái sự quan hệ với Nhật Bản, nhưng mà ngược lại qua cái sự quan hệ đó đó, Việt Nam cũng phải để cho Nhật Bản có một số những ảnh hưởng theo dõi về tình hình an ninh, kể cả những cái sự phát triển vấn đề đầu tư ở tại Việt Nam. Thì đó tôi nghĩ là những cái sự lương nghĩa là lưỡng lợi của hai bên trong cái mối quan hệ ngày hôm nay đó, thưa chị. Vâng, ai cũng nhìn thấy rõ là Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Nội biết rõ là sự đu dây này không bền khi mà căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Và chăng Cộng sản Việt Nam tìm đến Nhật Bản như là một sự chuẩn bị chỗ dựa cho khi bị rơi vào tình thế buộc phải chọn Hoa Kỳ hay Trung Quốc? Có đúng vậy hay không thông? Đúng như vậy chị, là hiện nay đó
thì ai cũng nhìn thấy rõ là Cộng sản Việt Nam đang đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và họ cho đó là một cái thái độ khôn ngoan trong cái bối cảnh căng thẳng giữa hai cái siêu cường số 1 và số 2 thế giới. Và cái việc mà ngày càng thắt chặt quan hệ với Nhật Bản là một cường quốc số 3 đó đó, thì ai cũng nghĩ rằng là Việt Nam ngoài cái sự quan hệ với Nhật Bản về vấn đề kinh tế, về quốc phòng đó, thì cũng có thể tìm một chỗ dựa một khi mà có sự xung đột giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc này xảy ra. Tuy nhiên, theo tôi đó, thì Nhật Bản có phải là chỗ dựa cho Việt Nam, cho Cộng sản Việt Nam khi mà xung đột giữa Hoa Kỳ Trung Quốc xảy ra hay không đó, thì nó phải có ba cái điều kiện hay là ba cái vấn đề mà chính Cộng sản Việt Nam phải giải quyết. Cái điều đầu tiên đó là hiện nay Cộng sản Việt Nam với Nhật Bản là chỉ ngừng ở cái đối tác chiến lược, chưa phải là đối tác chiến lược toàn diện, tức là hai bên chưa tiến đến cái chỗ gọi là đồng minh. Thì ở cái chỗ là đối tác, tức là hai bên cùng có lợi, nhưng mà đồng minh là sẵn sàng coi như hỗ trợ, sẵn sàng coi như là bảo vệ lẫn nhau, thì hiện nay Việt Nam và Nhật Bản chưa đạt đến mức đó. Thì chưa đạt được mức đồng minh thì không thể nào là chỗ dựa được khi mà gặp khó khăn, hoặc là khi ở vào cái thế lúng túng đối phó trong trường hợp và xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó, là nếu xảy ra cái sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà Nhật Bản ngày hôm nay là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, thì bắt buộc Nhật Bản phải đứng về phía Hoa Kỳ. Thì khi Nhật Bản đứng về phía Hoa Kỳ thì không thể nào Nhật Bản lại đi chơi hay là đối tác với những quốc gia mà họ chọn một cái thế đứng khác, không đồng tình với Nhật hay không đồng tình với đồng minh Hoa Kỳ, thì nó sẽ gây khó khăn. Và đương nhiên lúc đó cái quyền lợi nó sẽ bị thu chọt, là bởi vì nó không đáp ứng cái nhu cầu trong cái thế chiến lược. Và hiện nay Nhật Bản là đồng minh của Hoa Kỳ mà khi Hoa Kỳ xung đột với Trung Quốc. Và cái điểm thứ ba sau cùng là Việt Nam có tiếp tục giữ ở cái gọi là 4-0 họ đưa ra giống như đu dây đối với thế giới ngày hôm nay. Và bản chất Cộng sản Việt Nam rất sợ Trung Quốc, là bởi vì dù gì đi chăng nữa Trung Quốc là cái quốc gia cùng biên giới với Việt Nam, và cái ảnh hưởng kinh tế của Việt Nam vào vấn đề Trung Quốc đó, nó rất là lớn. Nếu mà xảy ra xung đột thì đương nhiên Trung Quốc họ cũng cần Việt Nam phải đứng về phía Trung Quốc hoặc là đứng trung lập, mà Việt Nam chọn cái thế coi như 4-0 trung lập và sợ Trung Quốc như vậy đó, thì chắc chắn là phật lòng đối với Hoa Kỳ, phật lòng đối với Nhật Bản, là trong cái thế gọi là sống còn ở trong cái bối cảnh xung đột như vậy thì họ buộc phải chọn thế chứ không thể nào đứng ở giữa được. Thì trong bối cảnh như vậy thì rõ ràng mặc dầu có cái sự quan hệ rất là mật thiết giữa Việt Nam với Nhật Bản ngày hôm nay, nhưng mà khi ra xảy ra xung đột thì cái quyền lợi của những phe liên hệ đã tác động, và chính lúc đó Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Công lý Thái Hùng, Nhật Bản công khai ủng hộ chính quyền của bà Thái Anh Văn trong việc xây dựng thế độc lập của Đài Loan và sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu như đảo quốc này bị Trung Quốc tấn công. Nếu chính quyền Bắc Kinh tấn công Đài Loan, bất cứ dưới hình thức nào, theo ông Lý Thái Hùng, quan hệ Nhật Bản-Việt Nam sẽ ra sao? Sẽ biến chuyển như thế nào? Vâng, điều mà chúng ta cần phải quan tâm là Nhật Bản sẽ không bao giờ bỏ rơi Đài Loan. Người ta có thể đặt cái vấn đề Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan hay không, là cái đạo luật Đài Loan năm 1979, khi mà Hoa Kỳ coi như là chính thức chấp nhận bang giao với Trung Quốc. Nhưng mà đối với trường hợp Nhật Bản với Đài Loan đó thì nó là khác. Trước đây Đài Loan nó là một thuộc địa của Nhật Bản, và cái mối quan hệ giữa Việt Nam, xin lỗi, giữa Nhật Bản với Đài Loan nó càng ngày càng khăng khít do cái sự phát triển kinh tế, chứ không chỉ là dừng ở cái yếu tố lịch sử trong quá khứ. Và những cái lợi ích mà Nhật Bản đang có tại Đài Loan nó không chỉ là vấn đề kinh tế mà nó còn vấn đề an ninh chiến lược. Là nếu Đài Loan mà rơi vào tay Trung Quốc thì cái quần đảo Okinawa cực nam của Nhật Bản, hay là quần đảo Senkaku mà ngày hôm nay
là một cái lãnh thổ của Nhật Bản đó, nó sẽ bị đe dọa. Tức là mất Đài Loan thì Nhật Bản, hai cái quần đảo Okinawa và Senkaku bị đe dọa, và an ninh của Nhật cũng tiếp tục bị đe dọa nữa về vấn đề đường hàng hải xuống phía của Biển Đông. Cho nên vì lý do đó mà vì vấn đề an ninh, vì vấn đề coi như là an toàn của nước Nhật, Nhật buộc lòng phải làm sao bảo vệ Đài Loan. Cho nên những động thái mà Nhật Bản ở trong thời gian qua mà có những cái sự coi như là hỗ trợ hoặc là lên tiếng mạnh mẽ về những sự uy hiếp của Trung Quốc đối với Đài Loan, đó là lý do là như vậy. Thì trong cái bối cảnh mà Nhật Bản ngày hôm nay có quan hệ với Việt Nam, ngoài cái yếu tố liên quan về vấn đề Biển Đông đó, nó cũng là cái hỗ trợ, cũng là cái nhu cầu mà Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ Việt Nam, quan hệ các quốc gia Đông Nam Á đó, gì để hỗ trợ Nhật Bản trong cái việc là đối đầu với Trung Quốc khi mà cái vấn đề Đài Loan, cái vấn đề xâm chiếm Đài Loan hay là vấn đề ảnh hưởng trên vùng Senkaku rất là cần thiết. Thì nếu trong cái quan hệ Việt Nhật mà Việt Nam lại không đồng tình với Nhật Bản để chống lại cái việc mà Trung Quốc xâm lăng Đài Loan và ảnh hưởng đến Senkaku, quần đảo Senkaku hoặc là đến quần đảo Okinawa như vậy, thì cái quan hệ chiến lược nó vô nghĩa rồi. Cho nên vì lý do mà tôi nghĩ rằng là một khi Trung Quốc mà tấn công Đài Loan đó, thì cái quan hệ Việt Nhật nó buộc Cộng sản Việt Nam phải chọn thái độ, phải đứng về phía Nhật, không thể nào đứng về Trung Quốc và cũng không thể nào đứng về cái gọi là lập trường nghĩa là 4-0 như hiện tại bây giờ. Là bởi vì khi nào có lợi thì anh đến với người ta, khi mà không có lợi là anh đứng ra ngoài. Nó như vậy là không thể nào trong quan hệ quốc tế nào bình chặt được, không thể nào thu lợi như vậy. Và tôi cũng nói rằng là đối với dân tộc Việt Nam cũng không thể chấp nhận một cái thái độ như vậy khi mà mình đã có từng những quan hệ với Nhật Bản, có quan hệ với Đài Loan từng kiến đó như vậy, thì không thể nào đứng về phía kẻ thù, tức là phía ở Trung Quốc, để mà tấn công lại những đồng minh hoặc là những cái nước mà ở những vị trí yếu. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái quan hệ Việt Nhật sẽ thay đổi nếu mà Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục giữ cái lập trường 4-0 như ngày hôm nay, mà họ phải chọn một cái thái độ nào đó để đồng tình với những quốc gia mà do sự bán quyền Trung Quốc họ tấn công như vậy. Thì đương nhiên cũng là một câu muốn điều chia sẻ nữa rằng là hiện nay vấn đề còn là quá sớm, nhưng mà nếu nó xảy ra tình hình thì tôi nghĩ là trên phương diện coi như là công tâm và lý luận đó, thì Việt Nam phải đứng về phía bên Nhật Bản để bảo vệ, để hỗ trợ cho cái cuộc chiến đấu của người dân Đài Loan một khi mà Trung Quốc họ tính bành trướng và tính xâm chiếm. Thì đó là cái quan điểm của tôi để thưa chị. Nhưng nếu trong trường hợp mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứng đầu chọn Trung Quốc, thì ông nghĩ người dân Việt Nam có sẽ phản ứng hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, là bởi vì người dân Việt Nam họ sẽ không có đồng tình về cái phản ứng đứng phía Trung Quốc, là bởi vì cái dòng cái máu mà gọi là chống Trung Quốc, cái máu mà chống nghĩa là tập đoàn phương Bắc á, nó đã từ trong cái huyết quản của người Việt Nam rồi. Mà khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái hành động và đi ngược lại cái quyền lợi của những cái nguyện vọng của dân tộc và đi ngược lại cái chính nghĩa trong cái sự quan hệ đối quốc tế mà người Việt Nam thấy nó không phù hợp, thì chắc chắn cái sự chống đối nó sẽ bùng nổ. Và tôi nghĩ đây là cái cơ hội để mà tạo cho đất nước chuyển đổi nếu mà Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục có dựa vào Trung Quốc, thưa chị. Rất cảm ơn những phân tích sâu sắc của ông Lý Thái Hùng. Kính chúc ông và gia đình ngày lễ tạ ơn an lành. Kính xin hẹn ông trong chương trình Việt Nam 360 lần tới. Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân Phương cũng như là chúc chị một cái ngày lễ tạ ơn được bình an, gia đình hạnh phúc. Và con xin kính chào toàn thể quý vị trong chương trình Việt Nam 360. Cảm ơn ông Lý Thái Hùng. Xuân Phương cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi cùng với ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Xin nhờ các bạn giúp chia sẻ chương trình đến cho nhiều người cùng xem. Và nếu các bạn chưa ghi danh với kênh YouTube Việt Tân thì đừng quên bấm nút ghi danh. Thân mến, chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ trong chương trình lần tới.